Xin chào các bạn nhé. Lúc này thì mình đang có mặt tại chợ của thị trấn Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Đây là chợ vùng cao. Thì hôm nay mình nghỉ công việc, mình lên trên này mình sẽ quay lại cái buổi chợ ở đây cho các bạn xem. Đây là bán bạc à? Nhưng cái này sao lại bạc màu vàng này? Dạ. Cái này đồng. Đồng á. Đồng. Đồng. Đất nhỉ? À thế cái này là vàng, đây là đồng. Đồng. Cái này là bà bảo 600.000 cái này. Đây là miếng bạc ấy. Cái này là... cái này là nhà mình mua đâu hay lấy ở đâu hay là thế nào bán? Bà cụ thôi. Bà không có đâu. Bà cụ nó chết. Nó chết rồi bây giờ để lại, bây giờ múc ở cái quan tài đấy ra. Không phải múc quan tài đấy ra, bảo nói rằng một câu đi. Thế nhưng mà bây giờ biết như thế nào để định giá một cái như thế này? Sao biết nó có số đều vậy, mà bây giờ cái của nó nặng lại biết ngay chứ. Lặng thế nhưng mà cũng có thể là 300, 400, 500, 700, 800 thì sao? Không có loại từng loại chứ không phải một loại. Nó tùy nên từng loại mà chứ mày nói thì là vô lý. Bây giờ một tùy một cái là 2 đồng chẳng hạn, 3 đồng cũng được. Cái này là mấy đồng à? Cái này bảo là nhưng cái này trị giá 600 là hơi đắt. Đắt quá. Làm gì đến 600. Nhưng cái này bạc thì giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu đi? Cái này để anh này anh ấy trả chứ. Nó mày giá bao nhiêu? À mày giá bao nhiêu? Mày giá bao nhiêu? 600 thì bắt lên thì giá bao nhiêu? Ờ, cái này là 300. 300 không bán. Ôi giời. 400 thì bán cho này nha. Ờ, 400 bán cho. 400. Hạ giá cho mày 200 rồi. Không được đâu. Hả? Không được đâu. Đây cái là bạc rồi nè. Bác lấy một cái đi. Mại khó rồi. Thế còn cái này là cái gì? Cái này thẩm tra. Cái này thẩm tra. Thẩm tra. Cái này là cái gì? Thẩm tra. Thẩm tra. Làm thế nào được này? Để cái chị người ta làm như vậy. Để chị làm đi. Cái này dùng để làm gì hả má? Nhưng mà cái này nó cần là cái tim con lợn. Tim con lợn á? Vâng. Cái này là móng nhà. Nhưng mà là cái ma gà đấy, ma gà nhập vào đấy. Cái này ma gà mày cho vào móng ấy được, ma gà nó không vào đến mày không, nó ăn gan mày. Ôi đứa nào, ma gà đấy, làm cái nhà lồng móng nhà người ta phải ơi, cái này phải ơi, cái này phải ơi. Cái này của bác phải. Móng nhà mình. Mà gà nó vào nha, bây giờ mà gà nó ăn hết gan mày. Có người nào đâu còn ăn thịt gà. Cái này là lấy để cho thú móng móng nhóng móng móng nhà. Cái này dùng để trừ tà. Trừ tà. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Ông người đeo cái này vào ông đi ông không quát người ta. Cái này gọi là ông đeo làm gì? Bà ơi, cái này gọi là thần cần thần xa. Ờ đúng rồi. Thần xa. Ờ đúng rồi. Đây là cái đồng này, đồng. Đây à. Mình ngay lúc này thì mình đang có mặt tại chợ của Bình Gia, Lạng Sơn. Thì mình đang ghé qua một cái hàng bán của một bà cụ. Đó, bà cụ người Lạng Sơn, người gốc Lạng Sơn ấy. Thì cái này ấy, ở đây thì mọi người có thể trông thấy rằng là những cái nhẫn bằng bạc và bằng đồng này. Đấy, họ trưng bày bán như này. Thế nhưng ở cái chỗ này là mình muốn giới thiệu cho mọi người là mình cũng vừa hỏi bà cụ xong thì bà cụ cho biết rằng đây là cái thần sa. Cái này là dùng. Thế là cái này là cái này dùng là để trừ tà. Bà cụ của bà là bà cụ nó chết này nên nó giao cho nó chết rồi đi con tài lên. Đi con tài à? Thôi đừng hỏi linh tinh, đừng hỏi linh tinh nữa. Đúng. Nó thật. Mẹ nước người ta chôn người mà người ta bỏ không phải đi chôn nhưng mà bà chắc mẹ chôn mình, ở đây mình bà nó mẹ. Nó nó có nhà đây nha, bà nó sắp chết bà thì là nó bà là ôm bà đi tích mỹ được đến 1900 bà đấy cái này à, thế nếu mà thế này tập tục như thế này là bà đi chôn đấy. Cái này là chất liệu bằng cái gì vậy bà? Không phải chất liệu đâu, mày là bà chất nhựa này.
Thế lấy mà con lấy hai cái này bà bán cho con mỗi cái 300 hay là 600 nhá. Không được đâu. Đây cái này là cái thần sa. Sờ và lặng lắm. Nhìn nó như là một cái viên đá gan trâu ấy nhưng mà lặng lắm. Đấy đấy đấy. Nhưng mà cháu ở đâu? Cháu ở dưới suối. Vâng. Nó ghi điện cho nó. Thì ở đây để anh đi lấy tiền nhá. Tôi với anh. Đó đi anh. Lấy phần túi. Dạ. Mấy chưa à? Đi lấy tiền. Cũng ở đây. Túi. Thôi cháu ngồi đây, cháu đợi. Cháu ngồi đây để cháu biết cháu đi lấy tiền. Ừ. Ừ. Không như thế quay lại là không thấy. Đây hai cái này là trị giá là 400 nghìn một cá. Vì nó đi cho bà bán là 600. 600 hai cái. Đây là cái đồng đồng Đông Dương đúng không? Đúng rồi, Đông Dương mà. Tiền Đông Dương. Được. Đây là đồng tiền. Đây là đồng tiền Đông Dương này mọi người này. Cái đồng tiền này là được sản xuất năm 1908. Đó. Có số. Cái này đánh gió được mà, đánh gió thì lấy. Như cái này bây giờ là mà phải mang ra hiệu người ta khò hết những cái đen này đi, nó sáng lên. Đúng rồi. Đấy chứ không ai để như này đâu. Nhưng mà là bà không biết sáng như thế nào đâu. Bà cứ lấy phải bán. Bà thấy ở dưới bà moi lên lấy thôi. Bà cứ khét khét thấy thôi. Bà moi thế lấy thôi. Khét khét. Cái tờ này thì bà bán bao nhiêu? 600. Cái gì? Cái này khác. Cái này. Cái này khác, cái này. Cái nào chất hơn? Chất lượng là cái này này. Mày mà chết được cái này không? Ông bậy cũng đập cho mà chết giờ này. Cái này mới chất lượng hơn, ác hơn cái này. To hơn đúng không? Không phải to. Đâu, cái này nặng hơn này. Không phải nặng. Nó chất lượng hơn và cái số của nó cũng bằng nhau thôi. Nhưng mà cái này nó chất lượng hơn. Cái này nó là ở khác 08, cái này 08, cái này nó ở dưới cái này. Mà cái thứ hai nó cái đợt cái bảng này nó nhiều cái chứ mày đấm. Thường thì là có khác, có người cắt khổ. À, tức là bán vàng thì không thể trưng bày ngoài chợ như này để bán như này được. Người ta cướp đấy. À nhanh ghê nhá. Đâu tiền để đằng sau này mà. Nó gửi đằng sau này ngay mà. Đấy đây bà bán cả thuốc nam à? Thuốc này chữa bệnh gì bà? Thuốc không phải có con đấy, thuốc gì có con. Đây hai đồng tiền này là trị giá bằng tiền giấy, tiền mặt là được 300 nghìn. Đấy 600. 600 nghìn hai cái này. Đó. Chắc anh là cho anh chung một cái. Đúng. Chuẩn. Ok. Thôi tạm biệt bà nhá. Bà cất tiền cẩn thận nhá. Chào các bác. Vâng ạ, con cảm ơn bà. Cái này dùng thích ngài, trừ tà nhỉ? Cái này trừ tà đấy, cho các cháu đi đường sang đi thế này. Lấy một cục bà. Không, như một con ở dưới xuôi. Xuôi mẹ, xuôi. Nhưng mà ở trừ tà mà. Bà cho con cục này đi, bà cho con nhé. Cho con về chỗ này nhé. Không, cho được quá. Thế cái này có tiền. Cái này là 100 thôi. Vâng, bán được cho nó. Lấy con từ 20 nghìn hay là gì thì con mai con lấy, còn không thì không thì tôi có trả lấy nữa. Những cái này dùng để đeo đi. Xấu xa thế này chắc chắn có được mong đứa nào nó lấy con để con ở đây luôn đi. Những cái này bây giờ lấy để lấy bây giờ đeo lên người á? Không cầm chứ người thế nào thôi. Bị chui móng nhà. Cái này đeo là nó phù hộ đây. Cái gì? Cái này không phá hộ. Xem cái gì? Làm nào ở trên Cao Bằng như nào. Mai chết. Thôi đi. Đây cây mật gấu để ngâm rượu đấy. Ngâm rượu đâu nha, cái gì cũng không có bỏ nhá. Nhưng mà tưởng nó phải màu vàng cơ mà bà. Cái này này ở trên trên rừng núi đá. Ngâm rượu này. Không biết có phải không, lại dính củ lừa. Một ông còn lấy hàng 4 5 phút đi coi. Đây là cây mật gấu. Thế còn đây à? Đây là cây vàng. Cây vàng ấy. Cây vàng à? Cây vàng, ngâm rượu ấy. Người đều làm phôi, người đều ngâm rượu uống. Nó là bổ gan, nó khứa. Cái này là cây tem, nó là bị phun ra như là lửa ấy. Như là lửa ấy thì chống vào một cái lọc, hút con ngay người ta tiếng chảy ra. Hoặc là bị
bên này để dùng nấu thạch á? Ừ. Cứ thế đun ra nước đấy đúng không? Ừ đúng rồi, rửa đi, thôi đun. Thôi bắt đầu đun rồi thôi vò ra phải không? Ừ. Thôi đun tiếp rồi thôi để thôi chất chất lọc lấy nước phải không? Để nó đóng thành thạch. Cái gì mà trước mình ghê đấy? Bà, cái này có phải để nấu thạch không của cô ơi? Ờ, nấu thạch đấy. Thế còn cái lấm này nấm gì ạ cô? Lấm này yên chi. Cháu quay chợ vùng núi. Quay đồ núi không? À. Lấm này thì làm gì để tốt? Chắc là ngâm rượu. Ngâm rượu à? Linh chi là tốt đấy lắm đấy. Nhưng mà ở đây mình làm gì có lấm linh chi? Linh chi cây sâu sâu ấy. Tức là nó mọc trên cây sâu sâu à? Ờ, nó mọc ở gốc cây sâu sâu ạ. Gốc chi nó không mọc trên ngọn. Cái này dùng ngâm rượu à? Cái này nói chung là nó như là thuốc thôi. Đó cũng là ngâm rượu hay là đun nước uống. Đấy. Cái là ai người ta biết ngâm nước. Còn đây là mật ong rừng này à? Ở đây là con làm túi để ngâm này nè. Đây mật ong rừng chính hãng luôn đấy. Con ong vẫn ở trong này này. Bo trong này này, bo ve trong này. Một túi này 50.000 thôi. Không bán rẻ đâu, lấy cái này bán lắm. Đấy, một chai này bao nhiêu tiền của cô? Một chai này đây là ong rừng, ong rừng. Đây mật đây, này nó đục bục ra chảy mất. Đây có 50.000 thôi đây này, mật đầy đây này. Riêng mật sáng đáng 50.000. Ở trên này chắc chắn là ong rừng rồi. Biến rồi. Đây là bột của Mai à? Bột bán, bột bán. Bột bán à? Ừ. Bột bán là cái gì ạ? Nó phải bán đấy. Nó phơi này. Để làm gì hả cô? Cái này ăn nước uống. Ăn nước uống mà khoảng lên trẻ con mà nó bụng nó nóng bừng lên người già nóng bừng lên mặt quấy rồi uống ăn nó mát lại mà. Nó sánh thuốc đấy. Thuốc đấy phù ấy. Là thuốc đấy hả? Là cái người trong mùa lên là uống là uống cái này nha. Ừ, cái uống tốt lắm mà. Mấy khi gặp đâu. Bột bán à? Là, không mấy khi gặp để người ta mang ra đây bán à? Ừ, mấy khi mấy có này, cái này làm khó lắm anh nhỉ, cái này lắm phải chung. Ở đây chỉ mấy cái khu Bắc Nam là có đâu mà mày đang đặc sản rồi đấy. Đặc sản cơ á? Bao tiền một cân? 200. Cái bột này là về cho nước vào xong rồi nặn nó thành. Cái này là ăn nha đấy. Mấy cái này về là quấy rồi ăn được luôn. Cái này ăn. Nhưng mà cái này tức là cái này là bột đây xong cho nước vào để thành như thế này. À lúc đầu là như này á. Lúc đầu mình xay ở cái cây ra đúng không? Là nó dạng như này. Xong mình đấy. Thế sau đó là mình phải phơi khô ra thì nó thành như thế này. Cái này giờ nếu mà uống thì phải pha thêm mấy cái gì nữa không ạ? Nó nước nóng vào à? Ăn nóng cái nước ấm ấm. Sôi. Nước sôi ấm hay là ấm ấm hay là nước? Nóng nóng ấy. Sôi trên bếp ấy. Uống cái này bổ à? Bổ à. Cây thiên nhiên nó bổ mà. Giỏi nhỉ? Đây họ biết các thứ. Lấy một hòm này thử ăn. Một hòm này ăn thì hòm mấy cốc đi. Thôi được rồi, em đi lên đây đã. Bây giờ thì hai anh em mình bắt đầu đi về mọi người ạ. Buổi sáng thì lúc nãy thì mình có quay ở trong cái khu chợ trên này. Bây giờ là hai anh em bắt đầu ra lấy xe máy để đi về đấy. Trời đã bắt đầu cũng nắng này. Video mình xin được kết thúc tại đây nhá. Hẹn mọi người video sau tiếp theo của mình nhá. Xin chào tạm biệt mọi người.